Rich and Money Chanel Kim Chen Valam Yao Rich and Money Chanel. Khương Dừa là ai mà lại có quyền lực trong Điền Quân? Khương Dừa là ông trùm sáng tạo và là người rất có quyền lực trong công ty Điền Quân, đứng sau hàng loạt các chương trình đình đám như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai. Bạn thường hay xem các video trên YouTube và Facebook, chắc hẳn từng xem những video của Khương Dừa nhưng bạn đã biết anh ấy là ai mà được nhiều người hâm mộ quan tâm nhiều như vậy. Hãy cùng Kiếm Tiền Và Làm Giàu tìm hiểu về Khương Dừa là ai nhé. Khương Dừa là người quê ở Bến Tre, tên thật là Trần Thế Khương, là một người khá có quyền lực trong công ty Điền Quân, đơn vị đứng sau hàng loạt các chương trình đình đám trên TV như Thách thức danh hài, Đấu trường Tiểu Lâm, Giọng ải giọng ai. Khương Dừa có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự hình thành của các chương trình mà anh tham gia đạo diễn và sản xuất. Do có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề giải trí và IQ sáng tạo cực cao, Khương Dừa còn được mệnh danh là bậc thầy sáng tạo. Hiện là phó giám đốc Điền Quân, giám đốc sáng tạo, tổng đạo diễn các chương trình của công ty Điền Quân Media như Thách thức danh hài, Đấu trường Tiểu Lâm, Giọng ải giọng ai. Anh hiện là người có tầm ảnh hưởng rất lớn trong công ty Điền Quân. Điền Quân có sự thành công như ngày hôm nay thì ngoài Colorman thì Khương Dừa là người có công lớn nhất. Khương Dừa là một con người được nhiều người yêu thích do tính cách quan tâm người khác, thường hay giúp đỡ những người nghèo khó, có hoàn cảnh khó khăn. Khương Dừa thường hay tạo điều kiện và giúp đỡ những người chơi có hoàn cảnh khó khăn như Thánh Súng, Đạt Giải Cao và Hậu Chương Trình. Ngoài đời thực thì Khương Dừa là một con người sống khá đơn giản. Facebook cá nhân của anh thường xuất hiện những hình ảnh đời thường của anh bình thường, giản dị, thể hiện anh là một con người sống khá hòa đồng với mọi người. Hầu hết các chương trình mà có sự tham gia của Khương Dừa đều rất sáng tạo và đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Chắc hẳn với nhiều người dân Việt Nam thì các chương trình như Thách thức danh hài, Đấu trường Tiểu Lâm, Giọng ải giọng ai thì không còn xa lạ nữa. Nhưng bạn chắc hẳn không biết rằng ai là người đứng sau chịu trách nhiệm đạo diễn và sản xuất các chương trình này. Bằng kiến thức chuyên môn phải nói là cao siêu và tính sáng tạo cực cao, Khương Dừa đã biến những chương trình này thành những chương trình hot nhất trên TV và các kênh YouTube được các đông đảo khán giả toàn quốc quan tâm theo dõi. Hiện kênh YouTube của Khương Dừa đã đạt tới hơn 2 triệu lượt sub, là một trong những kênh có lượt sub cao hàng đầu tại Việt Nam. Các video trên kênh YouTube của Khương Dừa đa phần là quay về hậu trường lúc chuẩn bị quay hay tập huấn của các chương trình truyền hình trên TV. Gần đây, khi đăng clip trên YouTube cảnh về nhà bố mẹ ở Bến Tre khá là bình dị, không cao sang hoàn tráng như những người ta nghĩ, dù anh có thu nhập tiền tỷ. Người ta thường anh hỏi tại sao anh không xây nhà khang trang cho bố mẹ. Khương Dừa đáp, căn nhà này là mồ hôi nước mắt phải cố gắng làm lụng thời còn nghèo khó nên không muốn đập đi mà để nó làm kỷ niệm. Tôi coi đây là kỷ niệm của một thời gian khó. Bây giờ xây nhà mới phải phá lại xây lại thì phí lắm, mất hết kỷ niệm. Nhìn bố mẹ Khương Dừa là biết gia đình anh sống hòa đồng với mọi người như thế nào. Dù có con thành đạt làm rất nhiều tiền, nhưng bố mẹ Khương Dừa nhìn không có vẻ gì mình là sạc giàu sang cả. Vợ Khương Dừa có tên là Ngọc, làm giáo viên và là bạn học từ năm 2004 với Khương Dừa, cũng là một người hiền lành. Hai người chính thức quen nhau từ năm 2010 và đến năm 2013 thì họ cưới nhau. Đến nay, gia đình Khương Dừa đã có hai đứa con là Thế Vĩnh và Trà Sữa. Tuy là vợ của một người nổi tiếng cũng là một YouTuber, nhưng vợ Khương Dừa rất nhút nhát khi lên YouTube, chỉ có lối sống khá giản dị. Dạo gần đây, Khương Dừa tập trung làm rất nhiều từ thiện để giúp đỡ bà con nghèo bằng chính số tiền của mình. Là một người sống giàu tình cảm, anh không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Những người được Khương Dừa hay giúp đỡ nhất là người khuyết tật, người già neo đơn, những người có hoàn cảnh khó khăn đi bán vé số. Anh làm rất nhiều clip trên kênh Khương Dừa Channel để chia sẻ mua vé số giúp người khó khăn.
Số tiền mua vé số không nhỏ, có khi 10 triệu, 15 và thậm chí 20 triệu. Rất nhiều người có nói, Khương Dừa làm để lấy tiếng, câu like, các kiểu. Nhưng dù là mục đích gì đi chăng nữa, thì việc làm của anh cũng rất đáng trân trọng. Chúng ta đừng sân si nhiều khác, nếu không làm được như người ta, thì hãy cổ vũ cho họ. Còn nếu làm được, thì hãy làm rồi uplift lên kênh của mình. Tôi đảm bảo việc làm đó sẽ được rất nhiều người ủng hộ. Ngoài Khương Dừa thì cũng có rất nhiều kênh YouTube hiện nay chia sẻ và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn như kênh của Tâm Rờm Vlog. Rich and Money Chanel, Kim Jane Valen, Yao Rich and Money Chanel.